Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đã có mặt ở thành cổ Sơn Tây trong chương trình Du Xuân. Thành cổ Sơn Tây nằm ngay ở trung tâm của thị xã Sơn Tây. Và nhìn bên ngoài của khu thành cổ thì ta cũng đã cảm nhận được một cái không gian rất là yên tĩnh. Có lẽ là sự đô thị hóa cũng chưa ảnh hưởng nhiều tới thị xã yên tĩnh này. Đây là một cửa của khu thành cổ. Khu thành cổ này gồm có 4 cửa. Cửa tiền, cửa hậu, cửa tả, cửa hữu. Và đây là bức tường thành. Toàn bộ bức tường thành được xây bằng đá ong. Khu thành này được xây dựng vào năm 1822 và đời Minh Mạng thứ ba. Lộc Vừng này. Lộc Vừng Song Thụ. Đây là tác phẩm dưới có tên là Tiểu Muội Du Xuân này.
Đang trong chương trình du xuân, cho nên các bạn trẻ đến đây du lịch cũng rất là đông. Cái ly sam này Tùng La Hán này rất nhiều những tác phẩm đẹp được bày ở lối này. Cây dưới này xanh đẹp đấy, vẫn được giải đặc biệt. Nó giải đặc biệt có 3 cây được giải đặc biệt, 2 cây nhỏ, một cây to mà chưa, giữa kia đặc biệt, còn đâu thì vàng với cả bạc. Đây là một cái dâu thân lũa này, thân lũa gần như hết rồi, nhưng lá của nó vẫn xanh mướt này, quả rất là nhiều, chưa chín, mặt người ta thịt chết. Cái này là được giải đặc biệt Bắc Cường nhỉ? Cái này giải đặc biệt, đặc biệt thường thường như là đây là trao giải là 700.000. Vâng. Tức là nó còn trên cả giải vàng à? Trên cả giải vàng. Vâng. Tức là các bác đợt này cũng đánh giá cao cái vấn đề về tuổi tác của cây Bắc Cường nhỉ? Tất nhiên là cây mà chấm nó thì phải là cây nó phải có tuổi, và cổ kỳ mỹ văn, cổ đứng đầu bảng. Vâng. Xong kỳ nó kỳ quái. Vâng. Văn là nó phải là mỹ, nó phải đẹp. Vâng. Đẹp nó chuyện. Xong đến văn. Cái này bác có nhớ là giải gì không bác? Giải Phục Kiến này. Cái này vàng thì bạc. Cái này đa số vàng với bạc. Thì đồng. Vâng. Nhớ một vài cây. Con cây này là cây đặc biệt. Xanh này. Cái xanh này đặc biệt. Vâng. Cây này đặc biệt. Cũng kiểu dáng cũng rất là đặc biệt. Thân xù xì này. Bông dăm cũng được làm rất là nét này. Nhìn cái thân của nó thì rất là mê này. Xù xì này. Đấy, cái vết sẹo của nó không cần mím hết đâu. Nhưng vâng, mà phải mím như thế thì mới là nó vâng, nó đã lâu rồi đấy, trông mím như thế phải cây này năm rồi. Cũng tuổi đời cũng, năm rồi. Cũng rất là lâu rồi bác. Vâng. Chứ không phải khi vâng, những cái cây cổ mà những con chim nó còn khoét, còn non khoét và nó ở cái hốc cơ. Vâng ạ. Có bao giờ liền là hết đâu. Đấy, phải hiểu nó như thế. Nhưng mà nó phải mím được như này. Vâng. Rồi quan trọng là nó mím được khoảng tầm 1/3 là được. Vâng. Chứ cần phải mím 2/3. Vì những con chim có kiến nó còn móc những cái ấy ra xong nó làm tổ ở trong ấy. Vâng. Đó. Cây nó mới cổ. Đây là một cây xanh được giải đặc biệt.
Và giải đặc biệt theo đánh giá của bác Cường nó còn cao hơn cả giải vàng. Đúng quá, rồi đặc biệt nó có 3 cây nữa cả. Vâng. 2 cây nhỏ, 2 cây trên, 1 cây dâu và 1 cây xanh. Vâng. Cây xanh nhiều thân, nó khoảng 11 thân. Cây này khoảng 11 thân, đếm 11 thân. Vâng. Tôi chả đếm nữa, tôi đoán khả năng là không bao giờ ta để thừa thiếu. Vâng. Không để 10 hoặc 12, chắc 11 thân. Quay lại cái cây xanh đặc biệt này. Cảm ơn, đếm với chính xác là khoảng bao nhiêu? Vâng, đấy là 9 hoặc là 11 bác nhỉ? Chứ không bao giờ cho 10 hoặc là 12. Phải có 9 thì là hay hơn. Vâng. 9 là tiểu cửu, nó liên quan đến cái vĩnh cửu, nó là cửu văn. Vĩnh cửu đấy. Trường tồn đấy. Cửu phẩm. Cửu phẩm đấy. Hoa giấy dáng huyền. Một tác phẩm Sam núi, chủ nhân là Dũng ở Phúc Thọ. Một tác phẩm xanh nhưng cũng rất đẹp. Được một cái bông dăm có phải nghĩ có là nát óc nghĩ ra được thì nó mới đẹp được. Đây là cây trân châu của chủ nhân là Lê Văn Toán này. Cây này năm trước mình nhớ chấm vàng. Vâng. Châu đẹp. Vâng. Năm trước đã được giải vàng cái này rồi ạ. Vâng. Trân châu đẹp. Cái này tổng thể dáng cũng rất là đẹp này. Cái nét nghệ thuật rất là cao của cây này. Chân bệ biết là cây này nó cũng có giá trị. Và chủ nhân cũng rất là kỹ trong vấn đề chọn khay này và cả chân bệ này. Cũng rất phù hợp với cây này. Chủ nhân này nó nghĩ là nó mới ở Nhật về. Vâng. Hay nhá. Mới Nhật về đó mà nó làm đúng kiểu khay chân bệ Nhật. Cả những cái hòn đá cũng rất là phù hợp với cây này. Một tác phẩm rất là đẹp. Bác quay là chương trình gì trên YouTube đấy? Tên gì? À, kênh của mình là kênh công nghệ thông tin và cuộc sống. ITN Live. Dưới này. Linh Sam này.
tác phẩm xanh này. Chủ nhân là Cao Di Quyết ở Vĩnh Tường. Ổi này. Toàn những khúc dãy này là những tường cũng khúc. Đó, 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 đẹp nhỉ. Chí thơ, chí thơ, chí thơ. Sung này. Rất nhiều những tác phẩm bonsai đẹp.